Xin mến chào quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn Ido, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn Ido, giá nhãn xuồng thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý anh chị các bạn nào có xem kênh, quan tâm đến giá nhãn hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn thì trên YouTube của anh chị các bạn sẽ nhận được ngay thông báo và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý anh chị các bạn có thể vào xem ngay được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất mà không cần phải tìm kiếm. Quay trở lại tình hình giá nhãn Ido hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì có mức giá cụ thể như sau. Tình hình giá nhãn Ido hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì đang có mức giá dao động từ 15.000 đến 19.000 đồng một ký. Thì theo từng khu vực, từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Nhãn đẹp, nhãn lựa hiện nay thì có mức giá dao động từ 17.000 đến 19.000 đồng một ký. Và ngoài ra thì tình hình giá nhãn Ido cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn đẹp hay là xấu và tùy theo từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa, mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Giá nhãn xô hiện nay thì đang có mức giá dao động từ 15.000 đến 17.000 đồng một ký. Nói chung là sẽ tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn đẹp hay là xấu và tùy theo từng sức mua, sức tiêu thụ ở từng nơi, từng chợ và tùy theo từng vườn nhãn xa hay gần, chuyên chở có dễ hay không mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực khác nhau anh chị các bạn. Có thể nói là giá nhãn thì ở mỗi nơi thì tùy theo mỗi nơi, mỗi vườn thì giá sẽ mỗi khác anh chị các bạn. Sẵn đây thì mình cũng xin thông tin thêm đến quý anh chị và các bạn về tình hình giá nhãn xuồng cơm vàng hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Thì giá nhãn xuồng đang có mức giá dao động từ 33.000 đến 36.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá nhãn Ido cũng như giá nhãn xuồng sẽ còn có thể tiếp tục tăng để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm tiếp tục sản xuất, tiếp tục làm những vụ nhãn sau. Và thời gian sắp tới nếu có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ tiếp tục làm những clip cập nhật tình hình giá nhãn trên kênh để cho quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Và do tình hình như hiện nay thì giá nông sản nói chung hay là giá nhãn nói riêng có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Giá nông sản thì luôn biến động rất là nhanh và thay đổi liên tục theo từng ngày và nhiều khi không có thời gian rảnh nên đôi khi mình cập nhật tình hình giá nhãn đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị các bạn thông cảm bỏ qua, đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị các bạn nào có xem kênh, có đang bán nhãn hay có bức hình giá nhãn gì đó ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị các bạn và bà con nông dân xem sao có thể cùng tham khảo được giá, cập nhật được tình hình giá nhãn một cách chính xác nhất, thiết thực nhất. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị các bạn rất là nhiều. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.